Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm bánh ca cho gia đình mình thưởng thức ha. Thì hôm nay mình cũng làm hai loại, một loại với là truyền thống, một loại thì mình cũng có để thêm một ít tôm khô. Mình ăn thử xem nó có ngon hay không nha các bạn. Thì nguyên liệu mình gồm có thì mình cũng có 2 kg mì mình mua về, là mình cũng đã gọt vỏ và mình cũng đã rửa cho nó thật là sạch, cho nó đổ bớt cái độ mủ của khoai rồi đó các bạn. Với mình cũng có là hành lá và tôm khô, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê ớt. Thì bây giờ là mì thì mình sẽ mài ra trước luôn nha các bạn. Mì thì mình sẽ mài cho nó nhuyễn ra. Còn nếu mà các bạn mà không có cái bàn mài này thì mình có thể là mình cắt khúc, rồi sau đó thì mình để vào trong cái cối xay sinh tố thì mình xay cho nó nhuyễn ra cũng được nha các bạn. Nhưng mà mì mình mài thì mình ăn thì nó sẽ có cái độ dẻo và nó ngon hơn là mình xay sinh tố nha. Thì mì thì mình sẽ mài cho nó nhuyễn ra như thế này là được nè các bạn. Một hồi mình mài xong rồi thì mình sẽ dắt cái phần nước mình bỏ nha. Cái khoai mì này mình làm cái món nào ăn nó cũng ngon hết đó các bạn. Như là mình làm khoai mì nướng nè, hoặc là mình khoai mì quết nè, hoặc là bánh khoai mì gì đó, hoặc là mì nấu đường gì đó. Nhiều loại bánh hoặc là chè gì á, mình làm khoai mì nó cũng ngon hết đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mài cái phần mì này ra cho đến hết nha. Thì bây giờ là mình sẽ lấy cái phần lược, cái miếng vải lược á các bạn. Thì mình sẽ dắt cái phần mì luôn ha. Thì mình sẽ dắt mì á, mình đừng có cho nó ráo quá, dắt cho nó hơi thôi. Ráo quá thì mình phải cho thêm nước, mình phải cho thêm bột nữa, cho nên là mình không cần dắt ráo lắm luôn các bạn. Thì giờ mình sẽ cũng chuẩn bị cái thao nè. Thì giờ mình sẽ dắt cái phần mì này ra. Thì một hồi là mình sẽ lắng, mình lấy cái nước đục, mình bỏ cái phần nước trong nha. Mình dắt xương xương thôi, đừng có mà ráo quá. Ráo quá mình ăn cái bánh nó cũng hơi bị khô nữa các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ để qua một bên. Đây cái phần mì của mình á, mình dắt là cho nó hơi ráo như vậy là được rồi nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ dắt hết cái phần mì còn lại nha. Thì bây giờ là mình sẽ bóp cái phần mì á, ra cho nó đều nha các bạn. Thì giờ mình bột, tinh bột á, thì mình cũng đã đang lắng nè. Một hồi của mình cho nó lắng thiệt nhiều đi rồi mình sẽ để vào trong cái phần bột, phần khoai mì của mình á, để giúp cho cái khoai mì của mình cho nó có cái độ dẻo, cho nó độ ngon hơn. Bây giờ mình sẽ bóp cái khoai mì cho nó tơi, cho nó đều ra. Sau đó thì mình sẽ cho nước mắm nè. Mình sẽ cho vào hết luôn ha. Đường với hạt nêm với ớt mình sẽ cho vào luôn. Đây hành lá mình cũng cho vào luôn nha. Và bây giờ là mình sẽ nhồi cái phần khoai mì của mình cho nó đều, cho nó đều gia vị. Nếu mà các bạn thích mà ăn cay nhiều thì mình có thể là mình cho thêm ớt nha. Và bây giờ là mình sẽ lắng cái phần nước trong này nè, mình sẽ bỏ nha, mình lấy cái phần nước đục. Các bạn thấy là cái tinh bột á của khoai mì nó đã lắng ở bên dưới nè. Và bây giờ là mình sẽ cạo, mình để vào trong cái thau mì của mình luôn nha. Giờ cái khoai mì này nó dẻo lắm, nó lắng xuống thì nên là nó dính cái độ khoai nó dẻo lắm các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ nhồi cái phần mì cho nó đều.
nhồi cho đều rồi á, sau đó thì mình sẽ chia ra làm hai, một bên là có tôm khô, một bên là không có tôm khô nha. Để mình nhồi cho cái gia vị cho nó đều với nhau hết đi rồi mình sẽ chia ra. Cái này nếu mà các bạn thích mà có ăn bột nghệ cho cái bánh màu vàng vàng đó thì mình có thể là mình cho thêm màu bột nghệ nha. Còn người mà mình không thích ăn cho nên là mình không có cho vào nha, thì tùy theo sở thích của các bạn nha. Tôm khô thì mình cũng đã xay sẵn nè các bạn, nhưng mà bây giờ là mình sẽ làm trước một ít không có tôm khô á, thì một hồi mình sẽ để cái tôm khô vào sau nha. Mình cũng dùng hai cái bao tay đặng mình sẽ dắt cái phần mì á, cho nó dễ các bạn. Mình thích ăn cái bánh của mình bao lớn thì mình sẽ nặng ra bao lớn nha. Thì mình thích ăn lớn nhỏ gì đó thì tùy theo sở thích của mình, nhưng mình làm cái cho nó hơi vừa vừa như vậy là được rồi nè các bạn. Đây mình sẽ để qua bên cái sẵn nha. Mình thấy mà nó lớn quá thì mình sẽ nhắc bột ra bớt đó, mình làm cái vừa vừa như vậy là được rồi. Thì mình cũng làm ra được một mớ rồi nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ cho cái phần tôm khô vào trong cái lớp bột còn lại nha. Đây tôm khô thì mình cũng xay sẵn rồi, bây giờ mình sẽ cho vào trong cái bột khoai mì của mình luôn. Và sau đó thì mình cũng trộn lên cho nó đều nha. Mình nghĩ chắc là nó ngon lắm đó các bạn. Nó thơm cái mùi tôm khô quá trần luôn. Và bây giờ mình sẽ trộn cho nó thiệt là đều lên. Và sau đó thì mình cũng dắt khoai mì lại. Mình sẽ bóp cái phần khoai mì của mình á, cho nó chặt lại với cái tôm khô á. Như vậy thì nó ăn thì nó sẽ thấm cái tôm khô, nó có gia vị ở trong đó thì mình ăn thì nó sẽ ngon ha. Mình ăn miếng bánh tới đâu là mình thấy có tôm khô tới đó nha các bạn. Và bây giờ là mình sẽ dắt cái phần mì lại luôn nha. Thì mình cũng lấy một ít mì mình dắt cho nó cũng tương đương với lại cái bột mình làm truyền thống á các bạn. Đây các bạn thấy là khi mà mình dắt lên á, các bạn thấy cái tôm khô á với lại một miếng có tôm khô, một miếng không có tôm khô, các bạn nhìn lên như thế nào ha. Bây giờ là mình sẽ để qua một bên và mình sẽ dắt một hồi mình chiên lên mình ăn thử xem như thế nào nha. Thì dầu á bây giờ nó cũng đã nóng rồi nè các bạn. Mì á thì mình cũng đã dắt được là hai loại. Thì bây giờ là mình sẽ chiên cái phần bánh luôn nha. Thì mình cũng lấy đũa thì mình sẽ gắp cái phần mì á. Này là có tôm khô nè các bạn, thì mình sẽ thả vào mình chiên nha. Mình chiên cũng hai loại luôn, một loại có tôm khô, một loại không có tôm khô các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ chiên, mình để cái mật lửa cho nó vừa thôi, mình đừng để lửa cao quá nha các bạn. Để lửa cao quá thì nhiều khi là mình trở không kịp á, thì cái bánh của mình nó sẽ bị khét, thì nó sẽ không có được ngon và nó cũng không có đẹp mắt nữa. Các bạn thấy á, cái bánh mà khoai mì mà mình có để tôm khô vô á là nó có văng lên như vậy, nhìn nó rất là đẹp ha, và nó cũng lạ mắt nữa. Nó vừa có hành lá nè, vừa có tôm khô thì nó có điểm hồng hồng xanh xanh, nhìn nó cũng rất là đẹp. Thì bây giờ là mình sẽ chiên bánh á, cho nó vàng rồi sau đó thì mình sẽ lấy ra nha. Bánh á, thì bây giờ mình chiên á, nó cũng đã vàng nè các bạn. Đây là cái bánh khoai mì mà mình để tôm khô nè các bạn, nó có cái điểm hồng hồng như vậy, nhìn nó rất là đẹp ha. Thì bây giờ là mình sẽ gắp bánh ra luôn nha các bạn. Đây là còn cái bánh là mình không có để tôm khô nè, nhìn nó trơn trụi, nó chỉ có miếng ớt và hành lá thôi. Như các bạn thấy nè, như cái bánh mà khoai mì mình để thêm tôm khô như thế nào nha. Nếu mà các bạn thích thì các bạn để tôm khô vào ăn nó sẽ ngon lắm luôn. Mình chiên lên á, nó rất là thơm nha các bạn, nó thơm dữ lắm luôn. Và bây giờ là mình sẽ chiên bánh tiếp nha.
mình cũng để cái mực lửa cho nó thấp thôi, chứ mình không có để lửa cao nha. Bây giờ là cái chảo dầu nó thiệt là nóng rồi, cho nên là mình để đại khá khá đi, rồi mình chiên cho nó lẹ. Rồi, khi nào mà bánh mà nó vàng á, thì mình sẽ gấp ra tiếp nha. Nhẽ bánh thứ hai của mình á, mình cũng đã chiên xong rồi ha. Thì bây giờ là mình sẽ chiên khi nào cho đến hết cái phần bột thì thôi nha các bạn. Bánh bây giờ nó rất là thơm và ngon lắm luôn. Bánh cay á, thì mình cũng đã chiên xong rồi các bạn. Các bạn thấy cái dĩa bánh của mình như thế nào ha. Đây, cái dĩa bánh của mình nhìn rất là ngon và đẹp lắm luôn. Như cái bánh này á, là nó có cái tôm khô nè các bạn. Nó có cái điểm văng văng của tôm khô lên nhìn rất là đẹp ha. Còn như cái bánh này á, thì nó không có tôm khô, cho nên á, là nhìn nó trơn trượt, nó trơn, nhưng mà nó có hành lá nè với ớt, thì nhìn thấy nó cũng rất là ngon và cũng đẹp nữa các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ ăn thử một cái bánh mà có tôm khô xem như thế nào nha. Thì mình cũng có chuẩn bị một chén tương ớt, thì mình sẽ ăn kèm chung với lại cái bánh cay như thế này. Thì mình ăn thì nó sẽ có cái độ cay, nó sẽ có cái độ mặn mặn của tương ớt thì nó sẽ ngon hơn. Thì mình cũng mời cả nhà dùng chung với gia đình mình nha. Thì mình sẽ chấm một ít tương ớt rồi mình sẽ ăn thử coi cái độ giòn như thế nào nha. Cái vỏ bánh nó bên ngoài á, thì mình ăn thì nó có cái độ giòn. Mình chấm cái tương ớt đó thì nó có cái độ cay cay và cái độ mặn mặn ngọt ngọt của tương ớt. Và mình ăn á, cái phần khoai nó rất là dẻo, ăn chúng cái phần tôm khô nó rất là thơm, ăn nó rất là ngon các bạn. Như các bạn thấy nè, cái bánh của mình nó rất là dẻo, nó không có bị cứng lại. Tại vì mình làm toàn là khoai mì không, chứ mình không có cho thêm miếng bột nào hết. Nên cái bánh của mình nó rất là dẻo và ngon lắm luôn. Thì bây giờ là mình sẽ ăn một cái mà không có tôm khô xem như thế nào nha. Mình ăn cái bánh khoai mì mà không có tôm khô á, thì mình ăn thì nó chỉ thơm mùi hành lá nè, với lại độ cay nhẹ của ớt và tương ớt thôi. Nó rất là thơm mùi khoai mì, nó độ dẻo nó cũng rất là ngon các bạn. Nhưng mà hôm nay thì mình cũng muốn làm thử mà cái bánh cay mà để tôm khô như vậy mình ăn như thế nào, nhưng mà thật sự ăn cũng rất là ngon nha. Các bạn cũng làm ăn thử đi. Mình ăn cái bánh mà không có tôm khô thì mình ăn thì nó có cái độ ngót, độ ngót hơn là cái bánh có tôm khô các bạn. Bánh tôm khô tại vì là nó có cái vị mặn của tôm khô nữa, cho nên nó là cái bánh nó rất là vừa ăn. Thì các bạn cũng làm cho gia đình mình thưởng thức thử ha. Thì video của mình sẽ kết thúc tại đây. Thì mình cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà.